sáng ngày 30 tháng 8 tại xã Nhân Hội, huyện Áo Phú thực hiện chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2021-2025. Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh An Giang phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Sóc Trăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, An Giang và Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức lễ bàn giao hai máy ấm biên cương cho chị Trần Thị Lan ngụ ấp Bún Lớn và chị Quỳnh Thị Đến ngụ ấp Bắc Đai là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo ban dân vận tỉnh ủy An Giang, ông Phùng Minh Tân, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện An Phú. Hai căn nhà mái ấm biên cương bàn giao cho bà Trần Thị Lan và bà Quỳnh Thị Đến có diện tích 40 m vuông, kết cấu sàn khung gỗ, vách mái lợp tôn. Chi phí xây dựng khoảng 60 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng vận động công ty sổ số kiến thiết tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Cùng ngày, trong chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, Sóc Trăng, Hậu Giang và Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, Sóc Trăng phối hợp tổ chức trao 75 suất học bổng năm 2024 cho 75 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vừa có học giỏi xã Nhân Hội. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Trao hai mô hình sinh kế cho hai phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn mỗi mô hình trị giá 5 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ 35 suất học bổng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng hỗ trợ 20 suất, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang hỗ trợ 10 suất và hai mô hình sinh kế. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang hỗ trợ 10 suất. Thay mặt địa phương, ông Cao Xuân Điệu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhân Hội bày tỏ sự quan tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang cũng như các đơn vị tài trợ đồng hành chăm lo cho học sinh và hội viên phụ nữ trên địa bàn những hoạt động thiết thực của chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương góp phần chia sẻ với những khó khăn của phụ nữ và học sinh nghèo xã biên giới